Xin chào quý anh chị đầu tư nhé. Hôm nay kênh đầu tư nhà đất Tây Nguyên Gia Rẻ mang đến một cái sản phẩm nữa cực kỳ sốc luôn, 280 triệu cho lô đất 12.000 mét vuông đất, tương đương với 1 hecta 2 và có 300 mét mặt tiền đường, ô tô đi lại thuận lợi, có vị trí tọa lạc tại Epin, Madarak, Đắk Lắk. 280 triệu cho 1 hecta 2 full điều kinh doanh, đường ô tô đi vào tận nơi. Về pháp lý thì rõ ràng minh bạch vì chủ bao bì hồng. Anh chị em quan tâm liên hệ với số điện thoại 0916 277 087, kênh đầu tư nhà đất Tây Nguyên Giá Rẻ. Và đừng quên nhớ đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.